Chào bạn, chào mừng bạn đã đến với bài hướng dẫn cách bật tắt các tính năng mở rộng trên hệ thống iGroup Block. Khi sử dụng hệ thống, nếu bạn gặp trường hợp một số chức năng bị mờ đi và bạn không thể sử dụng được, đó là do bạn chưa bật những tính năng này lên. Để bật những tính năng này, bạn thao tác theo hướng dẫn sau. Tại giao diện quản trị website, bạn đưa con trỏ chuột đến nút cài đặt ở góc trên bên phải màn hình và click chọn tính năng. Ở đây là danh sách các tính năng mở rộng. Nếu nút tích tương ứng đang là màu xanh, nghĩa là tính năng đó đang được bật, và ngược lại, bạn có thể tùy ý bật các tính năng mở rộng cho website của mình như email marketing, hệ thống cộng tác viên, membership, vân vân. Hãy theo dõi các bài hướng dẫn tiếp theo để hoàn thiện website của mình. Chúc bạn thành công!